obscene anh ạ. Ăn hết lá. Còn sâu ăn lá rất là to và mập đấy, các bạn thấy không, tìm mãi miệt nó đấy đấy, đêm ra tìm xuất hiện ngay. Ui trời ơi, kinh quá. Ý chà, to thế này chẳng nào nó ăn này đấy. Đây, răng cưa, răng cưa này, giết ngay, giết ngay. Sáng đến đấy cái này mới giết được nó, giết ngay, giết ngay. Đấy, trốn này, trốn đi đâu, trốn ấy. Trời ơi, còn vẫn còn nhỏ này nữa chứ, đâu phải là một con đâu, hai con. Trốn đi đường nào, giết chết ngay lập tức. Chết to quá. Nó trốn đi đâu à? Nhanh thế nhỉ? Trốn đi đâu rồi? Bỏ xuống đất này, định trốn này. Đây, nguyên nhân này. Đấy, to bằng ngón tay út. Xử lý thế nào? Giết chết thôi chứ làm thế nào? Ăn lá này, phá dầu tây này, ăn lá này, phá dầu tây này. Rồi, chỗ không phải đâu. Đêm 12 giờ đêm cũng không dám nói gì nhiều các bạn, im lặng và bắt sên, bắt nhớt, bắt sâu. Ngày cả tuần rồi mới ra vườn rau để chăm sóc đây, 4-5 ngày rồi mới ra vườn rau đây. Đấy, nó ăn đấy lá này, không còn gì gọi là lá đâu. Sợ là con sâu này cũng ngán lắm các bạn, kinh lắm, sợ mềm mềm cũng khiếp, mềm mềm cũng khiếp. Thôi, chỉ mục tiêu
trái dâu chúng ta phải diệt chúng nó đi. Bớt những cái lá già, những cái lá mà nó nằm ở phía dưới đất đi, để cho sâu với ốc sên nó không có chỗ trú, nó không trốn ở dưới đấy được. Để khi chúng ta tìm, chúng ta vạch cái lá ra một cái là chúng ta có thể nhìn thấy chúng nó luôn, bắt và tận diệt. Đấy, đơn giản thế thôi. Đúng 12 giờ đêm. Quay xong rồi lên luôn cho anh chị em xem luôn, chứng kiến này, cảnh tàn phá của ốc sên, nhớt và những chú sâu ăn lá. Đêm thế này còn anh chị em nào xem thì vào nhấn subscribe ủng hộ kênh của anh Hoàng nhé. Rất cảm ơn những anh chị em đã xem kênh và đăng ký subscribe rất là mạnh, xem rất là kỹ trong cái thời gian qua. Giữa không thấy ấy, ốc sên, không thấy ốc sên. Nhìn lại răng cưa rất là nhiều, sâu ăn lá, không biết có tìm thấy nó ở đây không. Chưa thấy. Chỗ này hôm trước là bị nó ăn này, tìm thấy rồi, giết chết nó rồi, mà không biết còn con nào nữa không. Không thấy.
xanh sẽ là xanh tốt. Thiếu nước, thiếu nước. Hai ngày không tưới. Ủ rũ thế này thôi. Vừa mới tưới chiều nay. Tiếp tục hồi phục. Không biết các bạn nào nhớ cái cây này không? Ở bát thứ tư hay thứ năm này. Tôi tách từ cái ngó ra đấy. Bây giờ nó ra hoa rồi này. Đấy, phần thứ tư hay phần thứ năm này đấy. Tách từ cái ngó to to mà nó ra dễ nhiều đấy. Tôi tiếc tôi cũng không vứt đi mà tôi lại dâm ở đây. Đấy. Bây giờ nó lại lên thành một cái cây mới rồi này. Đấy, rất là xanh tốt. Vừa có hoa, mới kiểu hoa bói xong. Chậu này thì bị thiếu nước đây. Thiếu nước. Giờ mới tưới nó chưa kịp hồi phục. Hy vọng là sáng mai nó sẽ xanh tốt trở lại. Chậu này nó không có bị sên. Ốc không có. Tìm mấy cái chậu để dưới đất xem thế nào. Tìm mấy cái thành như thế này. Mày bò lên cái thành này lắm này. Đây, chỗ đây thì cũng chưa coi nữa. Đấy, dâu để cho nó ra. Cái thế này nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây này, bị sao đây? Ôi, chà, đây. Đấy, tìm ra nó đây. Xử lý đi. Nói dọc chết cũng được. Không có gì hết. Chê chê vào đây. Tìm để nó lại nấp ở dưới này nó ăn đấy. Do bọn sên này nó ăn rất là nhiệt. Không bị xây nữa. Đang còn đẹp. Xây lên, xây lên, nó đang bò tới những trái. Nó thấy mùi thơm mà nó đến đấy. Thấy mùi thơm mà nó đến chậu. Đến trái nó ăn đấy. Này nó cũng khôn lắm cơ. Bò lên trái nó ăn đấy. Ngày mai chúng ta ra là thấy trái nó nham nhở những cái vết cắn của nó ấy. Rất là mất thẩm mỹ, không còn đẹp một chút nào nữa cả. Đêm cũng phải ra mà tìm ra cái nó để mà diệt nó đi. Xây nó không có chỗ nó trốn. Chúng ta chỉ cần vạch lá ra chúng ta nhìn thấy nó thôi. Thấy chưa? Đã không các bạn? Wow, rất là to. Khủng luôn. Trái này thật là khủng luôn.
Đấy. Cây thì nhỏ thôi, cây nhỏ thôi nhưng mà trái thì cũng khủng bố luôn các bạn ơi. Quá sướng luôn. Ôi đêm ra ngắm mà nhìn vẫn đẹp, vẫn rất là đẹp. Đây, chậu đây thì không 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 bị xe nó lên, nó có lên không? Tìm thử thêm. Không có. Rồi, kiểm tra mấy chậu dưới đất này nữa nào. Tìm ngủ thôi. Đây này, giống dâu dại này. Trái này rất là thơm đấy. Đây này. Đấy, trái nhỏ thôi nhưng mà thơm lắm. Thơm. Hơi chua chua. Chậu này đặt ở dưới đất. Đấy, đây 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 đây, dưới đất này. Đặt dưới đất cho nên là bọn nó lên nhanh lắm. Chết thôi. Rộng chết, rộng chết thôi. Đây này, đây này. Đấy. Khó thấy đúng không? Đây đây đây. Đấy, các bạn thấy không? Rộng ngay dưới gốc này, rất là nhiều này. Đấy, đấy. Đấy, thấy không? Ba con này, đấy. Các bạn để ý. Đấy. Ba con nhưng là ít đâu nha, nó thấy ánh sáng là nó thọ, nó co cái vòi lại đấy, co cái mồm lại đấy, không có ánh sáng là nó bò cái mồm ra là nó ăn ghê lắm, tàn phá ghê lắm. Do cái cây dâu này nó thơm nên là rất là thu hút cái bọn dâu tây ốc sên nhỏ này. Ốc sên nhỏ này nó mới sinh thôi. Chỗ này phải tìm cho kỹ. Sinh nhiều thế này, cái con nhỏ đầy đấy, không diệt đi là một hai đêm thôi là nó ăn thì thôi rồi đấy. Rồi, tương đối đấy. Chỗ này xem thế nào. Đây 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 đây, thấy nó rồi. Đây 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 đó này. Đấy. Đó này. Chết chết luôn. Đây, ốc nữa này. Ốc luôn này, chết luôn này. Đây 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 nó. Đây 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 nó trốn này. Đấy các bạn thấy không? Đấy, nó trốn khôn lắm. Nó nấp kiểu đấy khôn lắm. Có trái dâu rồi, ở bên này tao có trái dâu sắp chín rồi. Đây này, đấy. Đây đây này, nó lại này. Đây còn con nữa này. Đây. Lôi nó ra và rõ nó chết. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Không gì phức tạp. Rồi. Trọng này sẽ thế nào? Có không đấy, đây 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 nó đây 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 nó đây đấy, đấy. Giết luôn đấy, đây đây nó đây nó đây đấy, đây 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 đấy, đây đây đấy, cái gì bò này ám giết và chết luôn, chết luôn đấy. Xem nó còn trốn ở dưới không. Xem thế nào. Chỗ này không có. Chỗ này xem thế nào. Không có. Chỗ này. Chỗ này là. Chỗ này không 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 tỉa ngó này. Đấy, nhiều ngó không?
ngó này, dài dài luôn, rất là dài đấy, ngó này hơi bị nhiều ngó đấy. Chỗ này là tôi không tỉa ngó này, tôi cứ để in xem nó thế nào, thử nghiệm không tỉa ngó mà cũng chẳng thấy hoa, chẳng thấy quả đâu nhé. Còn thấy lá không, đây này, vẫn có oxy này, đây này, đây này, oxy không biết có lên một clip vô nghĩa không. Anh chị em xem mà clip vô nghĩa thì gọi là thông cảm nha, đam mê quá. Chị này cũng đăng cho anh chị em gọi là có một chút hào hứng. Ôi, ngủ thôi anh chị em ạ, 12:30 rồi đấy. Thì anh chị em có ghé qua xem clip thì cứ tiếp tục subscribe, đăng ký kênh ủng hộ nhé. Xin chào.